Bia Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục hoàn thành SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Vận động viên của Thái Lan đó là Atichai Pemsap. Trong cuộc đối đầu trước đây thì vận động viên của Thái Lan cũng đã từng vượt qua được vận động viên Trần Đức Thọ của chúng ta. Phúc Tùng chúng ta đang chủ động vào đòn tấn công. Đó là Muhammad Chezami. Và sau đó thì tay đấm của Thái Lan tiếp tục vượt qua được tay đấm của Indonesia ở trong trận đấu bán kết 2. Chắc chắn bị Phước Tùng ta dẫn trước về mặt điểm số. Tay đấm của Thái Lan sẽ phải cố gắng nỗ lực ở trong hiệp đấu thứ hai này. Tay đấm của Thái Lan đã chủ động ra đòn để tham dự SEA Games 32 thì tay đấm Phước Tùng của chúng ta đã phải ép cân từ hạng cân 75kg ép xuống thiếu hạng cân 71kg. Vẫn là những pha di chuyển đeo bám nhập nội và ra đòn của Phước Tùng. Quen thuộc với các võ sĩ boxing của chúng ta. Anh là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất của đội tuyển boxing của Thái Lan. Rất hay, rất đáng mừng. Bùi Phúc Tùng đã khiến cho vận động viên của Thái Lan bị choáng. Một pha đánh có thể nói là rất mạnh liệt của vận động viên Bùi Phúc Tùng về phía Atichai Pemsap của Thái Lan. Những pha vào đòn liên hoàn của vận động viên Bùi Phúc Tùng của chúng ta về tay đấm giao kinh nghiệm xuất sắc của đội tuyển boxing Thái Lan. Đây là một trong ba trận thi đấu chung kết boxing của chúng ta diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu rất bất ngờ đối với những người hâm mộ thể thao, những người hâm mộ môn quyền Anh, thậm chí đối với ban luyện. Tay đấm của chúng ta đã xuất sắc khi lọt vào chơi trận đấu chung kết và có một trận đấu rất kiên cường, chững chạc và tự tin trước vận động viên của Thái Lan. Bùi Phước Tùng đứng ở giữa võ đài và chờ trọng tài giơ tay. Và như vậy chiến thắng đã thuộc về vận động viên Bùi Phước Tùng của chúng ta. Bùi Phước Tùng của chúng ta giành thắng bằng kỹ thuật hạ knock out trước đối thủ ở trận thi đấu chung kết nam hạng cân dưới 71kg. Bia Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục hoàn thành SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.